Chương trình văn nghệ lễ hội đình làng Thôn Hòa, trung thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam. Đêm thứ nhất ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 23 tháng 2 năm 2024. Lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới và lời chào trân trọng nhất. Chúc lễ hội truyền thống thì là ngoài chúc thành công rực rỡ. Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tươi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Xuân về cây cối đơm hoa, người dân làng tán mở ra hội làng, cầu cho tươi tốt mùa màng, cầu cho cuộc sống nhịp nhàng tiến lên, cầu cho xóm dưới xóm trên luôn luôn no ấm tiến lên mạnh giàu. Vâng, với tinh thần đó, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Liên, bí thư chi bộ tổ dân phố Hòa Trung, phó ban tổ chức lễ hội, lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu văn nghệ. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương về dự lễ hội truyền thống đình làng Hòa Trung xuân Giáp Thìn năm 2024. Một mùa xuân mới lại về trên đất nước thân yêu của chúng ta, sắc xuân vẫn còn tràn ngập từ cành cây, ngọn cỏ đến từng mái ấm gia đình. Xuân về mang đến bao niềm vui mới, niềm khát vọng mới. Mùa xuân, mùa của thời tiết ấm áp, cây cối đâm chồi nảy nở, trổ hoa kết trái, vạn vật giao hòa, đất trời hội thụ. Mùa xuân, mùa của những cung bậc hoan ca, mùa của những lễ hội truyền thống. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quý khách thập phương, trong không khí rộn ràng của sắc xuân, trời xuân được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Mỹ, nhân dân tổ dân phố Hòa Trung đang tưng bừng nô nức tổ chức lễ hội truyền thống đình làng và đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Mọi người, mọi nhà sắm sửa lễ vật đều hướng về ngôi đình thân yêu. Về với hội hôm nay, chúng ta thành kính dâng hương tôn vinh ân đức của các vị thánh nhân và thành hoàng làng. Ngài luôn bảo vệ và che chở cho thần dân chúng ta, cầu nguyện cho quốc thái dân an, toàn dân chúng ta nhà nhà hạnh phúc, người người khỏe mạnh, chúc cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống được nâng cao, xóm phố được đổi mới. Cầu chúc cho con cháu chúng ta sống trên mọi miền của tổ quốc hay đang sinh sống, học tập và công tác tại nước ngoài không về dự lễ hội được hôm nay luôn chân cứng đá mềm, công tác thăng tiến, luôn làm nhiều việc thiện hướng về quê hương đất nước. Lễ hội đình làng Hòa Trung ngoài phần lễ còn phần hội, phần giao lưu văn nghệ đặc sắc do tập thể đội văn nghệ thôn nhà dày công dàn dựng và biểu diễn với các tiết mục múa, điệu nhảy, những lời ca, tiếng hát, những làn điệu dân ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, tình người, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nhân dân, giúp cho mọi người thêm hăng say lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội với niềm vui mới, niềm tin mới.
bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống Đình Làng Hòa Trung năm Giáp Thìn 2024. Chúc cho các cụ, các ông các bà cùng quý khách thập phương một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Chúc cho toàn thể bà con, cô bác, quý khách thập phương có một buổi tối thưởng thức văn nghệ đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Cho ban tổ chức lễ hội Đình Làng Hòa Trung năm Giáp Thìn 2024 có một bó hoa tươi thắm xin tặng hội đội văn nghệ của thôn nhà. Xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Văn Thu, đại diện cho đội văn nghệ, xin nhận bó hoa tươi thắm của ban tổ chức ạ. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều vì bài phát biểu ý nghĩa và sâu sắc. Một năm mới với nhiều thành công mới đang đón chờ nhân dân Hòa Trung. Hòa Trung đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là xong. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, văn hóa văn nghệ luôn là một món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu được. Mỗi lời ca, tiếng hát cất lên đều là những bản nhạc trữ tình sâu lắng, giúp mỗi người trong chúng ta đoàn kết và gắn bó với nhau hơn. Trong chương trình này, quý vị sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất do đội văn nghệ biểu diễn. Có những tiết mục được chính ông Văn Thu tự biên tập và dàn dựng rất công phu và sáng tạo. Hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta những lời ca tiếng hát đầy ý nghĩa về chủ đề mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội làng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón đội văn nghệ thôn Hòa Trung. Chính là những anh chị em nghệ sĩ biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay, không ai khác, đó chính là ông bà vô cùng đáng kính, là những người cha, người mẹ đang ngày đêm bận rộn với công việc đồng áng, công việc gia đình và còn có cả nam thanh nữ tú hay những em học sinh yêu quý. Tuy khác nhau trong hoàn cảnh sống nhưng lại có một điểm chung duy nhất, đó là lòng yêu văn nghệ. Họ chính là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ của làng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho đội văn nghệ thôn nhà. Vâng, xin cảm ơn. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ sân khấu của chúng ta sẽ vang lên ca khúc Khách Đến Chơi Nhà, dân ca quan họ Bắc Ninh do tốc ca nam nữ đội văn nghệ biểu diễn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Mấy khi khách đến chơi trà, bốc than mở nước, pha trà mời người say. Trà này ngon lắm người ơi, mỗi người một chén, cho anh em chúng tôi hài lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trở về tuổi thơ, trở về với cánh đồng lúa thơm chín, trở về với những lời hát ru của mẹ qua tiết mục múa cánh đồng tuổi thơ đến từ đội văn nghệ thiếu niên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ba em ra đồng thăm nuôi dê, lắng nghe lăng tăng dồn cân.
Cầu hút gãy bên sườn rồi. Xin cảm ơn phần biểu diễn của các em đội thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh Thôn Hòa Trung. Lời bài hát thật hay và ý nghĩa. Chúc em luôn chăm ngoan học giỏi và có một tuổi thơ êm đềm bên gia đình thân yêu. Thưa các quý vị, ai ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một quê hương. Quê hương chính là nơi ta sinh ra và lớn lên. Nơi đó gắn với những kỷ niệm của tuổi thơ rất đỗi chân thành và mộc mạc. Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước khác nhau. Nhưng dù thời chiến hay thời bình thì tình yêu ấy vẫn giữ nguyên giá trị và không hề thay đổi. Tình yêu quê hương đất nước chỉ đơn giản là yêu những gì thuộc về quê hương như xóm làng, cành cây, ngọn cỏ, yêu nắng, yêu gió và yêu những người thân của mình. Hay có khi là nỗi nhớ da diết mỗi khi xa quê, mỗi dịp Tết đến xuân về, đình làng mở hội lại háo hức trông ngóng được trở về quê hương, trở về với cội nguồn của mình. Song ca Văn Thu Minh Thúy sẽ thể hiện tình yêu quê hương đó qua tác phẩm Đất nước tình yêu, sáng tác Trần Lệ Giang. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Anh
Vâng, để cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục múa Đảng đã cho ta một mùa xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Còn ngần ngại gì nữa mà quý vị không dành một tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho tinh thần đội văn nghệ thanh niên thôn nhà. Mãi khắc ghi, đó là ý nghĩa mà nhạc sĩ Nguyễn Tiến muốn gửi gắm đến.
đến mọi người qua bài hát Hà Nam đất mẹ anh hùng. Xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Xuân Sơn và phần trình diễn của đội dân vũ thôn nhà. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, lời bài hát thì ý nghĩa, giọng ca của các ca sĩ thì thật trầm ấm thiết tha, mà điệu nhảy của các nghệ sĩ làng ta thì cũng vô cùng uyển chuyển nhịp nhàng. Kính thưa quý vị, đây đều là những thành quả sau bao ngày luyện tập, không kể nắng mưa, của tập thể đội văn nghệ. Những tiết mục văn nghệ hay, đặc sắc và ý nghĩa vẫn còn rất nhiều. Xin một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ tất cả các quý vị được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình là tiết mục múa của đội dân vũ dựa trên nền nhạc Hội làng quê em. Xin kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân thưởng thức.
Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cổ vũ được không ạ? Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt lên sân khấu và lắng tai nghe những tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hải với bài hát Tìm Em Qua Câu Dân Ca, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm cố dân ca. Quê Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lao lòng, anh sang chợ bầu tìm có buồn câu, anh qua cầu ông cụ phù đi ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn ta châu này châu tính châu tình, anh còn son em vẫn còn son, anh về đưa với mẹ cha để đôi ta được
Trở về với cội nguồn nghệ thuật truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, cùng thưởng thức những tinh hoa của nghệ thuật chèo, đến với những hình ảnh các chàng trai cô gái nơi thôn quê qua tổ khúc chèo duyên quê, biên tập Văn Thu trình diễn tập thể đội văn nghệ cùng dàn nhạc truyền thống. Kính thưa quý vị, nước xuôi cho bến gặp thuyền, cùng vui canh hát trao duyên được tình. Thank you.
thương để nhớ cho ai. Gặp đây chúc muốn hỏi mai đôi điều này, này cô cả cô hai đấy ơi. Hỏi rằng ai đón ai đưa, hãy em đi sớm về chớ có một mình. Đạo liệu có một mình, em đi đâu hỡi cô nàng? Em đi đâu? Để đưa chị em bên ấy qua sông sang bến chợ.
I'm not your prisoner.
đầy. Để kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, song ca Xuân Tân Ngọc Đoài cùng đội văn nghệ thôn nhà sẽ nối tiếp chương trình của chúng ta ngày hôm nay với bài hát chèo Lời Hẹn Hoa Ban, soạn lời Thủy Tiên, giai điệu Chinh Phụ. Xin một tràng hóa tay thật lớn từ quý vị ạ. Thank you.
đến những ca khúc cách mạng, chúng ta không thể không nhắc đến bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm. Tác phẩm đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thổi hồn, biến tình ca thành hành khúc. Hành Khúc Ngày Và Đêm quả thực mang trong mình những cảm xúc chân thành, mộc mạc và sâu lắng, vì tình yêu đôi lứa đã hòa vào tình yêu đất nước. Xin mời các quý vị cùng cảm nhận qua giọng hát Xuân Phương, Ánh Tuyết.
chết cho quê hương. Đã chết tôi sẽ đứng với anh mẹ, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nỗi niềm là hoa. Tôi là tình yêu ban sơ, cảm ơn ban nhạc truyền thống. Cháu Bảo Trinh với bài hát Đón Xuân, sáng tác Phạm Đình Chương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
cảm ơn em và thật xin một thêm một tràng vào tay thật nồng nhiệt để cổ vũ em Bảo Trinh cả lúc ạ. Và điệu nhảy của các nghệ sĩ đã biểu diễn trên sân khấu vừa qua chắc hẳn đã làm cho mọi người thêm vui vẻ, cuộc sống thêm tươi trẻ. Không những thế, nó còn lan tỏa tinh thần yêu văn nghệ đến các quý khách đang hiện diện tại đây. Vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến các quý khách đã nhiệt tình đăng ký tham gia phần giao lưu văn nghệ đêm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần giao lưu của bác Nguyễn Văn Vị, một người con của quê hương Hòa Trung, với bài hát Tổ quốc gọi tên mình. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa, rồi vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vang về từ biên cả.
Duyên dáng đến từ các bà và các mẹ. Xin kính chúc một năm mới các bà các mẹ thật mạnh khỏe để có thật nhiều tiết mục đẹp hơn nữa. Quý vị cũng độc đáo mà hiếm khi chúng ta được thưởng thức. Nhưng tối hôm nay điều đặc biệt ấy sẽ đến với quý vị qua phần biểu diễn của tập thể đội văn nghệ với bài múa hát văn Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với các cháu nhỏ chạy ra chạy vào. Vì bố mẹ đi làm ca trong khu công nghiệp cả xa cả gần, làng ta vẫn luôn tự hào có nhiều giám đốc về chào bà con, ghi tên lên bảng vàng son, đem tâm xây dựng cho tròn chữ quê. Triền đê trải rộng cánh đồng, màu xanh cây lúa cấy trồng tốt tươi, gặp nhau rộn rã nói cười, mấy cô thôn nữ với người đi ngang. Nhớ quê nỗi nhớ mơ màng, phong sương đêm phải xa làng làng ăn. Giờ đây đã hết khó khăn, hàng năm ta rủ cùng nhau ta về. Không quay được vào. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, bài thơ là lời gửi gắm của tác giả Mạnh Cường, cũng là lời bày tỏ của ban tổ chức lễ hội gửi tới quý khách xa gần cùng bà con nhân dân. Trong không khí sắc xuân an lành, đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên chào mừng lễ hội Bình Làng Hòa Chung xin phép được tạm dừng tại đây. Những giai điệu ý nghĩa được thể hiện qua các giọng ca ngọt ngào, những điệu múa đủ màu sắc cũng chính là lời chúc năm mới hạnh phúc, bình an gửi đến tất cả các quý vị. Xin cảm ơn những tình cảm của các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 19:30 đêm mai với những tiết mục rất hay, đặc sắc và cũng không kém phần hấp dẫn. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần tạo nên thành công của đêm diễn. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời.